ăn đã đời chị muốn cái đầu cô vợ ngạc quyền tới vậy là làm thôi chứ đẹp cái đường đấy thì em cái với cho em cái dây sạc này không chứ thì khó hứa em xin chào cả nhà. Trưa nay em lên cho các chị bộ bà lai thiêu này nha cả nhà. Chất liệu vải solem ha. Đẹp lắm. Quần ống nhỏ. Bữa nay trái đẹp nào thích quần ống nhỏ thì chốt nha. Em chào chị Hồ Thị Hà. Bà không về trong tủ chưa ăn hay gì? Chưa chị. À, nhưng mà cái lá mơ kia mình phải làm lá mơ xanh đúng không? Hay lá mơ tím đi. Em thấy lá mơ xanh rồi. Em mới nhận đồ đẹp quá. Em cảm ơn chế Nhung rất là nhiều. Em cảm ơn cả nhà. Rồi chào nhau cả nhà ơi. Chào nhau cả đi mấy chị. Bộ em mặc là chất liệu vải sulen hàng thiêu trực tiếp rất là đẹp luôn. Tay lỡ nha mấy chị, quần ống nhỏ. Bộ này đáng lý ra là em may quần ống suông cho mấy chị đó. Em may quần ống suông nhưng mà xưởng may lộn quần ống nhỏ. Nên là cái lô này em sẽ tặng cho các chị nha. Lô này bán giá tặng thôi. Chất liệu vải solem nha cả nhà. Chị nào thích quần ống nhỏ thì cái chị chốt nha. Em mai lại may quần ống suông. Tại vì cái form này là em thích quần ống suông hơn. Đẹp nha cả nhà. Em chào chị Ngô Điệp nha. Em chào chị Hồ Thị Hà. Bộ này đáng lý ra là em bán cho mấy chị là giá 210 nha mấy chị. May lộn cái form quần một tí xíu nên là em bán bộ này cho mấy chị giá 190 nè. Chất liệu vải solem thì nó sẽ mắc nha mấy chị, nó sẽ mắc nha. Với lại là em thiêu trực tiếp luôn tay, em làm em phối ren cho mấy chị như thế này luôn nè, rất là đẹp. Cái này em đặt có mấy màu hả mấy chị? Có 4 màu. Cái này em có 4 màu hả chị Ngô Điệp? Cái này em có 4 màu và em có size 2, size 3, size 4 và size 5 cho các chị thôi nha. Size 2 là cho các chị tầm khoảng 53kg đổ lại mặt vừa. Size số 3 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 54kg đến 58kg nha. 54kg đến 58kg em bung cái bộ size 3 ra giùm chị Uy. Bung ra mỗi size 3, size 4, size 5 em lấy cho chị mỗi một bán một bộ đó. Em bung ra chị coi cái phần. Tại cái form này là cái form nó solen thiêu chứ nó khác với cái form em thường may cho mấy chị nha. Size 4, size 5, size 70. Rồi. Giống như size của bên em bình thường nha mấy chị. Size 2 của bộ này là cho các chị tầm khoảng 53-54kg mặt vừa. Size số 3 là cho các chị tầm khoảng 55-60kg. Size 4 là 60-65kg. Và size 5 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 65-70kg. 70-71kg là các chị đẹp nhà em mặc vừa. Em chào chị Ngọc Thúy Bùi.
Em chào cả nhà mình nha. Đây lên bộ này đi mấy chị. Bộ này thiêu đẹp nè mấy chị. Kiểu cũng đẹp ha. Mặc gọn. Rồi bộ em mặc cái chị lên với em màu đen thì nó có 4 màu. Em may cái lô này nó có 4 màu hả mấy chị. Nó có hơn tầm khoảng hơn 100 bộ à. Màu này lên giúp em là màu vàng đậm. Đen 2 với 4 em chốt cho chị Ngô Điệp. Cảm ơn chị Ngô Điệp đã mở hàng. Rồi lên giúp chị em mã này là mã vàng, vàng đậm nha mấy chị ơi, vàng đậm. Vàng đồng á, mấy chị lên giúp em mã vàng đồng đi mấy chị, vàng đồng. Chất liệu vải solen giúp em nha. Chị nào mà thích vải solen dày dặn á thì lấy bộ này nè. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng đồng, lên giúp em vàng đồng. Màu này cái chị lên giúp giùm em là màu tím môn. Cái này em lên có 4 màu cho mấy chị à. Em lên thử cái lô này coi nó như thế nào mấy chị, thử em lên form. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím môn ha, cho em màu tím môn. Tím môn kèm size giúp em luôn 190 chị Thủy Thu. 210 nha. Nếu mà em ra quần ống suông là em bán cho mấy chị 210 đó. Nhưng mà cái này là xưởng may lộn cho em là quần ống nhỏ nên em bán cho mấy chị 190 thôi. Tím môn size số 4 cho bắp cải, vàng đầm 4 cho bắp cải luôn. Lấy đủ màu đi chị Ngô Điệp với bắp cải, tại em lên có 4 màu à, em lên thử có 4 màu thôi. Lên với em màu này là màu rút nha, lên giúp em màu rút. Đó, em lên 4 màu này cho mấy chị thôi. Chị nào thích màu nào thì các chị chốt. Cái màu tím môn nó tựa tựa như cái màu lam của mình vậy đó mấy chị. Tím môn 2 với 4 cho chị Ngô Điệp luôn. Em chào chị Huỳnh Tuyết Huỳnh. 190 nha mấy chị. Đó, hàng mà mấy chị muốn hàng cao cấp mà hàng Mai Solen là nó phải từ giá này đổ lên nha. Giá lên giá và từ giá này đổ lên chứ nó không có giá rẻ hơn nữa. Hàng Solen thiêu là nó phải từ 190, 200, 210, 220 nha. Rút 4 cho bắp cải. Chị Hương Quê là size 2 đủ màu. Em có tổng cộng có 4 màu thôi nha mấy chị. Chào em gái. Và buổi trưa vui vẻ. Em cảm ơn chú Trọng Minh. Em cảm ơn chú rất là nhiều. Cái này mà lên ống suông là nó sẽ đẹp nữa nha mấy chị ơi. Nhưng mà lỡ xưởng may ống nhỏ rồi hơn nữa. Cái lô này cái chị chịu khó mặc ống nhỏ giùm em nha. Chị nào thích ống nhỏ thì chốt. Rút 2 em chốt cho chị Hồng Yến. Em đang mặc là màu đen nha. Nó có 4 màu thôi. Màu rút, màu tím môn với màu vàng đồng. Đen với vàng đồng size 5 chốt cho bắp cải luôn. Đây màu tím môn này mấy chị rất là đẹp luôn. Em mặc lại từng bộ cho các chị xem nha. Màu em đang mặc cái chị lên giúp em là mã đen nha mấy chị. Mã đen. Hàng thiêu trực tiếp giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Lên với em mã đen à. Đen kèm size giúp em các chị lên. Lên với em đen. Cái hộp sòn bữa nay đem bán nữa rồi chứ ơi. Cái hộp sòn dìm hàng quá chị ơi, bán hộp sòn. Nay bữa nay đi chuột hộp sòn gì. Ồ, cái vàng đồng lên nó đẹp nè mấy chị. Lên với em màu vàng đồng. Vàng đồng size 3 em chốt cho chị Hương Quê. Rồi size 2 với size 4 đã đủ màu cho chị Ngô Điệp luôn nha. Có 4 màu hả mấy chị. 4 màu mấy chị cũng dễ chọn mà. Không phải đắn đo nha. Dễ chọn. Không phải suy nghĩ. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu vàng đồng. Vàng đồng kèm size giúp em luôn các chị. Chốt em màu vàng đồng. Đẹp quá mấy chị ơi. Tai mai cũng đẹp ha. Hàng này em cũng có nhấn bên cho mấy chị luôn nha. Hai bên trước và hai bên sau. Rồi lên giúp em mã vàng đồng. Vàng đồng kèm size giúp em luôn mấy chị. 190. Hàng thiêu sau này em sẽ lên solen cho mấy chị cơ mà. Chỉ có bà ba là em thiêu là em lên lai dông thôi. Vàng đồng em chốt cho chị Hoa Thơ Quỳnh. Ống này là ống nhỏ chứ Lê Kim ơi. Cái mẫu này là em đặt xưởng may. Là em đặt mượn xưởng may ống suông á. Ống suông ống nó hai mấy á. Nhưng mà xưởng may lộn cho em cái ống nhỏ á. Nên là giờ em mới bán cho mấy chị giá như giá này nè. Chứ bộ này là nếu mà em may ống suông là giá nó tới 210 bộ lận đó. Mà may ống nhỏ bộ 190, bộ ống nhỏ đó chị, quần ống nhỏ nha. Chị nào thích mặc quần ống nhỏ thì cái chị chốt. Thêm vàng đồng với rút 4 cho bắp cải. Solen thiêu lâu lắm rồi mới về lại cho mấy chị. Solen giải rất là đẹp nha mấy chị. Solen này là Solen Hàn Quốc nha. Nên là cái chị mặc nó rất là mát. Giải nó đẹp.
mặt nó không có bị nóng. Lên với em màu này là màu tím môn, chốt em màu tím môn. Size 1 của nó là 53kg, đổ lại cái chị đẹp nha em mặc vừa 53-54kg. Size số 3 là cho cái chị 55-60kg. Size 4 là 60-65kg. Size 5 là cho cái chị đẹp nhà em là 65-70kg ha. Cái bộ này đó là xưởng người ta may không có size số 1. Tím môn size số 2 cho chị Hương Quê. Lên với em màu tím môn. Em lên thử có 4 màu cho mấy chị thôi. Em lên thử 4 màu coi nó như thế nào. Cái này không có size 6 chế Hoa ơi. Cái này em có tới size số 5 hả chế Hoa? Size số 5 là nó tầm khoảng 70-72kg đổ lại á. Chị Hoa chịu không? Thử lấy một bộ về mặc cái vừa không chị? Tại em nghe mấy bạn nói là chị có 6 mấy ký rồi, nhưng mà tại chị thích mặc rộng rãi á, nên chị lấy lên size 6 á. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc ha. Màu này lên giúp em màu tím môn. Chúng em màu tím môn. Nó có 4 màu à mấy chị. Em ai có 4 màu à. Một lượt xây 5 đủ màu cho chị bắp cải. Còn cái màu này nó đẹp mấy chị. Ok chế Hoa, em chốt cho chế Hoa cái tiếng môn size số 5. Thử đi chị, nếu mà chị thử mà nó không có ok thì đưa cho bạn đem về. Chị ở sát bên cũng dễ mà. Lên với em màu này là màu ruốc nha. Lên với em màu ruốc đẹp quá. Nhưng mà em nghĩ chị mặc size 5 là ok đó. Cái form này em thấy nó cũng thoải mái nè. Ồ, cái màu rút lên nó đẹp nè mấy chị. Quá chị đẹp luôn, ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên line nữa. Rồi, chốt em màu rút với chị. Em mặc size 1, size 2 là nó sẽ hơi rộng so với em nha. Size 2 là nó sẽ hơi rộng so với em tí xíu. Quá đẹp. Lên với em mã rút nha mấy chị ơi, lên với em mã rút nha, rút kèm size với em luôn. Đẹp quá các chị. Rồi, có 4 màu thôi mấy chị. Em đã trả lời hôm qua 3 lần rồi đó. Em với chị Hương 3 lần rồi đó. Rút 5 em chốt cho chế Hoa luôn. Ok bắp cải nha. Rút 3 cho chị Hương Quê. Lên với em màu này là màu môn mấy chị. Lên với em màu môn, tím môn. Rồi vàng đồng. Vàng đồng lên cũng đẹp đó nè. 4 màu vàng đồng ấy, cả nhà vàng đồng. Rồi chốt giúp giùm em, màu này lên giúp giùm em là màu đen. Chốt em màu đen mấy chị, màu đen. Chốt em mã đen, mã đen. Hôm nay có bà ba không em, bà ba chiều mới lên chế hậu hàng lên. Bà ba chiều lên mà chiều lên được có 100 mấy áo. Không, tối không đủ nha. Tối em lên chắc 1 phút 30 giây được không còn hàng luôn. Quần ống rộng bộ này không có chị ơi. Cái này xưởng may lộn cho em quần ống nhỏ nên em bán quần ống nhỏ luôn. Bán 190 chứ quần ống rộng là tới 210 bộ luôn đó mấy chị. Hàng Solen ha. Đó là giá nó hơi cao. Nha, hàng Solen là giá nó hơi cao nha mấy chị. Solen mà hàng thiêu nó thiêu mà em có đính đá cho mấy chị nữa nha. Thiêu mà đính đá nữa. À, còn cái tay là em may ren thiêu về cho mấy chị luôn nè. Thường Solen là nó vậy đó mấy chị. Solen là giá của nó tầm khoảng 190 tới 220 230 bộ chứ nó không có rẻ nữa. Rồi. Đẹp quá à. Đẹp lắm mấy chị, ở ngoài nó đẹp. Mặt sen. Còn mấy bộ này xả luôn nha mấy chế. Mấy bộ này size 2 nè. Em nhận rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chế độ Kim Hồng rất là nhiều.
ở đây chị mở mở cho. Em còn mấy bộ này em share cho mấy chị luôn nha. Nó size 2 không mà mấy chị size 55kg đổ lại mặt vừa. Mấy bộ bà ba nó phát quần ống suông. Bà ba nó phát quần ống suông. Rút size 3 em chốt cho chị Tho Nguyễn. Em còn mấy bộ size 2 của bộ này nha mấy chị ơi. 55kg đổ lại, eo 75 đổ lại cái chị đẹp nhẹ mặt vừa. Bộ này eo 75 đổ lại nha mấy chị, 55kg eo 75 đổ lại. Bộ này lên tiếp giùm em là mã bông hồng. Bộ này em sale cho mấy chị đẹp nhà em, bộ bà ba này còn 95.000 một bộ, lên giúp em mã này là mã bông hồng 95.000. Em chào chị Si Sơn. Quần ống suông nha mấy chị ơi, quần ống suông. Bộ bà ba lên giúp em mã này là mã biết cây bóng nha. Bông hồng size 2 em chốt cho chế hoa Thoa Quỳnh. Nó còn size 2 không mà chị. Cái bộ bà ba nó khắc này em còn duy nhất size số 2, không có size 3. Lấy đủ bông đi chị, hoa Thoa Quỳnh đẹp lắm. 95.000 trăm ba em sale cho mấy chị còn 95. Chốt em mã nhí trang, nó là thun lỗ đó mấy chị. Chốt em mã nhí trang. Nhí cam, nhí cam nha cái chị ơi, nhí cam. Nhí cam em cũng còn được size 2, 2 bộ, 55kg đổ lại mặt vừa. Lên với em mã này là mã hoa, không có size 3 chứ Hương Giang ơi. Lên với em mã hoa, cái mã hoa nó đẹp nè, mã hoa còn sót được bộ mấy chị. Bông hồng chị Thanh Thảo lên size với em chị Thanh Thảo rồi, có số rồi, không có cần phải lên số alo lại nữa chị. Chị lên giùm em là cái size của chị ha. Lên giùm em cái size của chị đi, đừng lên số. Hai bộ giả váy size 3 hôm nay 3 ngày rồi chưa giao. Chị Lê Phạm ơi, chị chờ đi chị nha, để ý điện thoại rồi chờ giùm em đi. Đơn hàng thì em nói với mấy chị rồi, có lúc nhanh lúc chậm, cái đó là phụ thuộc vào bên vận chuyển với lại là về cái bưu cục á, bưu tá họ đi giao á, chứ không phải là lỗi ở bên chữ của tụi em. Còn á, là đơn hàng mà tụi em đã gọi cho mấy chị ok là em đi trong buổi chiều đó luôn, chứ em không có giữ lại shop nha. Rồi, hoa 2 em chốt cho chị Hồng Yến. Dạ, không có size số 1, chị Hải Trần, bộ này không có size số 1. Hả, hoa, có hoa là bộ đa cầm. Chị Thanh Thảo là một bộ bông hồng size số 2. Bộ này không có size số 4, chị Huyền Tư. Nó còn size 2 có mấy bộ hả mấy chị? Mấy chị mặc vừa mua hết đi đẹp. Mấy chị mặc vừa hả, chốt cho mấy chị ơi. Tại vì cái bộ này em không có size để em đổi nữa đâu nha. Với hàng sale là em không có đổi nữa. Bộ này có còn size 2 không ạ? Rồi còn 2 55, bộ 55kg đổ lại, eo tầm khoảng 75 đổ lại thôi. Dành cho chị nào gọn gọn người đó. Bông hồng 2 em chốt cho chị Liến Phạm. Em sale cho cả nhà mình còn 95.000. 103 em sale còn 95. Còn 3 bộ ủng hộ về cho em tiếp hết bộ này đi shop. Dạ chắc chắn sẽ về thêm đó chị Trần Thị Linh. Em đang chờ giải thun lỗ về đó. Chị Tư em chỉ nói chung là sủng vải hứa hoài. Hứa một tháng rồi đó mấy chị. Một tháng rồi chưa thấy cây giải nào về hết trơn. Đang chờ giải bông về để em cắt bà ba cho mấy chị đó. Không có giải để cắt. Bông hồng size số 2 cho chị Quỳnh Lựng là em hết bông hồng 2. Hoa đen hết là chị Liến Phạm. Bây giờ em còn được bộ nhí cam. Cho bộ đó ra luôn đi, chế bộ đó xả đi. Dạ, em nào đó. Lên với em bộ này, hết trơn rồi chế ngọc tiền, nó còn xây 2 không mà chế đẹp á. Lên với em mã này đi mấy chị, chốt em mã này á. Nhí cam em còn được 2 bộ xây 2 này, chị đẹp nào chốt cho em cho hết luôn đi mấy chị, nó rất là đẹp luôn á. Thun lỗ ha, 55kg đổ lại, eo 75 đổ lại mặt giường. Bà ba nút thắt màu là em bữa nay em mới lên cho mấy chị nè, bữa nay mới cắt nè. Còn bông á là nếu mà về kịp á là ngày mai mới cắt. Hàng là ra cắt liên tục luôn đó mấy chị, thợ cắt là hai thợ cắt, ngày nào cũng cắt hết trơn mà không có kịp. Bông nhiều khi không cắt không có vải. Bông hồng hai hết thì chị vải phút thiếu bỏ thôi. Em còn được cái mã nhí cam á. Cái này là ống suông chị Hải Hà. Ống suông. Bên em á là ống đứng là ống nó tầm khoảng 19 là nhỏ nhất nha, cái ống em lấy size nhỏ nhất. Ống 19 là em gọi là quần ống đứng.
ống nó tầm khoảng, ống này là tầm khoảng 22, 23, 25 gì đổ lại đó, là nó là ống suông. Rồi ống rộng của nó là ống nó tầm khoảng 30 mấy đó, là ống rộng. Còn giả váy là ống nó tới 60-70 rồi. Em đang mặc cái này là em gọi nó là ống rộng nè, ống suông chứ lộn, ống suông. Rồi lên giúp em. Thôi chị đo cái ống này thử coi nó nhiêu được chứ. Để nhờ bữa em biết em đặt hàng của cái ông anh kia cho nó lên ống suông. Ống này chắc 25. Em còn một bộ giả váy mấy chị, em còn một bộ giả váy chất thun lỗ luôn. 24 mà xe 2. Vậy là xe 1 đó tầm khoảng 22. Còn xe 27. Bông hồng xe số 2 hết. Chị Nguyễn Ngọc Hương ơi, em còn có cái bộ nhít cam xe số 2, em còn được 2 bộ. Rồi bộ này nha cả nhà, bộ giả váy này xem cho mấy chị còn 100k. Ai biểu, cảm ơn. Bộ này là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 53kg đổ lại. Thảo Vy lấy giả váy 53kg đổ lại, chị Thảo Vy vừa không? Mấy chị nghe kỹ nha mấy chị ơi. Bộ này nó tầm khoảng 52-53kg hả? Chứ vừa không? Vừa em chốt cho 55kg là cũng eo tầm khoảng 75 đổ lại thôi, gọn thôi, mặc mới vừa. Ok chứ Thảo Vy, 100k cho chị Thảo Vy. Em soạn cái đùi nó xuống cho chị đi. Dạ ok chế Ngọc Tuyền, em cảm ơn chế Ngọc Tuyền rất là nhiều. Tối nay em có bà ba với sẩm về nha chế Ngọc Tuyền ơi. Dạ mấy hai hết rồi chế Hoa Thao Quỳnh. Chiều nay á là theo tinh thần là dạ mấy ở quên lộn. Cái gì ta? Bà ba với lại là sẩm, nhưng mà không biết là sẩm ống gì. Hỏi dạ mấy cái liệu dạ mấy. Cho chị coi lại bộ đã được, chị Liếm Phạm chờ Liếm xíu nha, chờ em tí xíu lại đi chị. Rồi lên với em bộ này đi mấy chị, bộ này là bộ cắt tông nha, bộ cắt tông thổ nữ hoàng tay le chất vải thun lai dông. Em xe cho các chị đẹp nhà em còn 90.000 bộ à, 130 xe còn 90 luôn. Bộ em mặc màu hồng sen xe số 1 cho các chị 50-51kg đổ lại mặt vừa. Bộ em mặc là hồng sen size cho cái chị 50-51kg đổ lại mặt vừa, em còn được bộ size 1. Bộ này đẹp quá ha mấy chị. Bộ này đẹp thiệt luôn. Mấy chị có thích cái kiểu này không? Thích kiểu này em ra cho mấy chị thêm nữa. Quần bắp lên vậy nè. Bộ này lên gọn, phơm gọn mà đẹp. Cái chị có muốn lên bộ này nữa không? Hay là chị thích cổ vuông luôn, không thích cổ nữ hoàng. Hồng sen này là size số 1, chị Nguyễn Phong. Chị Nguyễn Phong chốt hàng lên giúp giùm em cái size luôn nha chứ. Em mới biết chế mặt size số mấy rồi, chế mặt vừa hay không lên kèm giúp em cái size luôn. Mấy chị có thích kiểu này em lên thêm cho, tại vì cái kiểu này em mấy chị thấy mặt nó rất là gọn người luôn nè. Dạ, đẹp đây chị rất là gọn người, kiểu quá thì cũng dễ mặc nữa mấy chị. Tôn eo mà tôn dáng ok. Chế Nguyễn Phong nha, mấy chị thích kiểu này em ra cho, em ra thêm nhiều màu nữa cho mấy chị. Lên bà ba ống rộng đi em, bà ba ống rộng hết trơn rồi chứ còn đâu. Rồi còn lô bà ba ống rộng màu nút thắt, để tí xíu em like cho chú Thúy Nga, chờ em tí xíu nha. Rồi lên giúp em bộ này là mã đỏ đi mấy chị, mã đỏ 56. Chị chờ em tí xíu đi, em lên cho. Đỏ em còn được xe 5 với xe 6 là 90.000, 130 xe còn có 90.000, cái chị chốt đi mấy chị. Nó còn có mấy màu, ông xả luôn. Đỏ em còn được xe 5, xe 5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 66-67kg đổ lên ha, 70-71kg đổ về. Lên giúp em mã này là mã đỏ. Đỏ em còn được xe 5 với lại là xe 6. Vàng, vàng em còn xe 6 không à. Bà ba ống rộng chờ em tí xíu đi. Bà ba ống rộng em còn ống rộng màu thôi nha. Cái đó cũng là ống suông chứ không phải ống rộng. Ống nó suông suông xuống. Lên với em mẫu này với chị màu vàng. Vàng, vàng, vàng em còn được xe số 6 không à. Bộ vàng nó trắng rồi nè mấy chị. Xe số 6 size cho cái chị đẹp nhà em 72kg đổ lên, 76-77kg đổ về. Em chào chị Yến Vy Lâm, em chào chế đẹp. Đỏ số 5 em chốt cho chế Hương Mai. Ok chế Hương Mai. Chị 85kg cho em lại cái chiều cao đi chị Yến Vy Lâm. Cho em lại cái chiều cao đi, em tư vấn size cho. Vàng em còn được size số 6 không à mấy chị ơi, 2 bộ. Đỏ thì còn 56. Rồi vậy lên cái bộ bà ba nút thắt trước đi.
1m55 65kg là size 4 nha chế Yến Vi Lâm ơi. Vàng 6 cho chế Kim Ngờ. Hết trơn rồi chị Ngờ Nguyễn, cái đó nó còn có mấy bộ hả? Mai cổ vuông hả chị Ngọc Mỹ? Cổ vuông tay le ha. Cổ vuông tay le. Tại vì đợt này chị Tư em chỉ đang cắt đồ màu á, mấy chị có muốn lên cái bộ nào á thì nói em lên. Hồi sáng em kêu chị là ra cho em cái bộ xẻ tà vùng gan màu. Nó là ren còn có mấy bộ à, ở quanh ren còn có mấy màu à. Bây giờ là phối tùm lum gan chứ không có được theo màu. Mà hỏi chịu không em, nó chịu luôn. Giờ phối thì còn gì phối đó. Chị Huy Lâm thích size 5 hả? Thích size 5 cho thoải mái hả? Ok. Vậy là chị cứ chốt size 5 ha. Size 5 em còn được có màu đỏ không à chế. Cái này hình như là hồi nãy chẳng có mấy bộ luôn. Chị lấy ra hết rồi. Chị lấy ra hết rồi. Ok rồi hả? Ủa, sao ngủ quá. Rồi lên bộ này ha. Bộ này là bộ bà ba nút thắt màu quần ống suông. Bà ba nút thắt màu quần ống suông nha. Cái bộ cổ nữ hoàng tay le là em chỉ còn được có màu đỏ size số 5 với số 6 với lại là màu vàng là size số 6 không á chị, còn được có hai màu hả? Cho em bộ đỏ lại đi chứ đẹp. Đây chế ơi, đây bộ màu đỏ nè, lấy đi chế Yến Lâm, à, chế Yến Vi Lâm. Bữa giờ chế thức với em mấy đêm rồi mà chưa được bộ nào nữa. Đây nè chị, đây bộ màu đỏ, bộ này đẹp lắm. Bộ này size 5 là size cho cái chị tầm khoảng 66kg đổ lên á, 70-71kg đổ về. Em may thêm, ok chế Ngọc Tiền để em may thêm. Đây. Đợt này là em đang, ngay cái đợt chị Tư em chỉ cắt đồ màu cho em đó. Nên là em ra thêm lô 6 mảnh có tay cho mấy chị à, lô 6 mảnh có tay à, một bà ba, rồi áo dài cách tân nữa. Ok chế Yến Vi Lâm, em chốt cho chế Yến Vi Lâm nè, bộ đỏ size số 5. Cho em số chế Yến Vi Lâm, cho em số đi chứ. Em chào chế Quỳnh Lan. Rồi, bộ em mặc cái chị lên giúp em màu này là màu à, màu nho. Màu nho. Còn có bộ này nho. Nho còn có bộ luôn hả? Cái màu nho cái miệng ngộ hả? Nho em còn được size 2 với size 5. Cái chị size 2 là 55-56kg đổ lại mặt dừa. Và size số 5 là cho cái chị 66kg đổ lên 70-71kg đổ về là mặt vừa nha. Bộ này em bán cho mấy chị giá 130. Bà ba em đang mặc là nó còn được size 2 với lại là size 5 á chị Nguyễn Phong. Chị nhiêu ký, em là 1m58, em nặng 50kg là em đang mặc cái size 2 là nó vừa vậy nè, chứ nó không có ôm nha. Ví dụ như chị nào 54-55kg thì mặc nó sẽ ôm hơn em, do giải nó còn cái độ giãn này, em mặc nó còn thoải mái. Với lại là em có mặc đồ ấy ở bên trong nữa, em có mặc cái bộ đồ ở bên trong nữa. Vàng em còn size 6 không mà chị Yến Vi Lâm ơi, chị lên giùm em số alo đi để hơi quên cái không có đó chị. 48kg nha. 48kg mà chị thích bộ này giờ chị nhấn ben vô giùm em tí xíu. Nhấn hai cái ben, hai bên trước hai bên sau vô là chị mặc vừa. Rồi em đang mặc màu này là màu đỏ rượu nha. 57kg trên chiều cao đi chị Nguyễn Trang. Size 6 chị mặc rộng lắm chị Yến Lâm, chị Yến Vi Lâm nha. Chị lên giùm em số alo. Bộ em mặc có màu đen size 3 không? Màu đen thì có nhưng không biết còn size 3 không á chị. Có. Có rồi. Có size 3. Chị Nguyễn Phong, em lấy chị Nguyễn Phong bộ em đang mặc ha. Bộ em đang mặc. Chị Nguyễn Trang ơi, chị 1m55 57kg là chị mặc size số 3 đó chị. Có màu đen hư quyên. Còn được bộ á chị Nguyễn Hạnh ơi, em lấy cho chị nha. 130.000. Lấy đi chị để hết đó. Chị Nguyễn Phong chốt gì vậy? Bộ em mặc. Chưa, em chưa thấy số alo của chị. Chị Yến Lâm Vi ơi. Yến Vi Lâm. Lên với em bộ này bộ tím đậm đi mấy chị. Quần ống suông. Chế Hoàng Liêm Nguyễn ơi, quần ống suông chất liệu là vải thun lai dông. Vải thun. À. Rồi 1 2 3 4, chị đang cầm size 2 nha. Rồi 1 2 3 4, lên giúp giùm em màu tím đậm. Lên với em màu tím đậm đi mấy chị. Màu tím đậm em còn 1 2 3 4, chị nào lấy lên giúp em màu tím đậm. Đẹp lắm luôn á cả nhà, 130.000 chất thun lây dông. Cái form đồ,
cái form này rất là đẹp nha mấy chị. Em mặc size 1 là mấy chị thấy nó còn ôm, là nó còn eo hơn nữa nha, gọn hơn nữa. Này em đang mặc size 2 đó. Chị Nguyễn Phong, em có số alo của chị là đổi hả? Số mới hả? Rồi ok chị Nguyễn Phong nha. Màu đen size số 3 còn bộ nào nữa không Nguyên? Hết trơn rồi chị Cua Sữa ơi. Hết trơn rồi chị. Rồi lên giúp em màu này đi mấy chị. Màu này lên giúp giùm em là màu tím đậm nè. Màu tím đậm có 130.000 hà chốt đi mấy chị. Bà ba nhà em và mấy chị bữa nay thấy em á là nhớ là theo dõi em để cập nhật mẫu bà ba nha. Lên với em màu xanh bơ 1m57-58kg là chuẩn size 3 luôn nha chị Ánh Ngọc. Chị Cua Sữa là size số 3 đó chị Cua Sữa. Màu đen chị Ngọc Điệp lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị Ngọc Điệp ơi. Chị Hoàng Liên Nguyễn ơi, chị lên giúp em cái chiều cao của chị nha, để em tư vấn size cho nó chính xác nha chị. Cái chị nên lên cân nặng và kèm theo cái chiều cao giùm em đi mấy chị. Cân nặng kèm chiều cao nó phụ thuộc vào cái chiều cao của mấy chị nữa. Chị Yến Vi Lâm là lên giùm em số alo nha, lên giùm em số alo. Chị không có số alo là em không có nhận đơn của chị được. Rồi lên giúp giùm em mã này. Và người nhà của chị nhận hàng giùm thì chị phải nhắc là nghe điện thoại và nói là shop bên em là shop hàng đẹp giá rẻ nha. Để là chị đó chị để ý 1m50-58kg, nếu như mà chị gọn người là chị mặc size số 3 như chị Phan Thị Thủy. Nếu mà em của chị tầm khoảng 82 đổ lại thì chị mặc size 3. Còn nếu như mà mình lớn tuổi, mình có eo to, bụng hơi nhiều, bụng hơi to nhiều quá thì mình tròn người thì mình lên size số 4 mình mặc cho nó thoải mái nha. Ok chứ Ngọc Tiền, bà ba mới về em sẽ lấy cho chị cái size 3 trước. Rồi chị Ánh Phương làm mặc size số 1 nha chị Ánh Phương. Chị Ngọc Điệp là mặc size số 2. Số alo là số điện thoại đó chứ. 1m50-46kg là mặc size số 1 á chị Thấm Nguyễn, mặc size 1 nha chứ. Chứ chị cho địa chỉ không là em không có nhận đơn đâu nha chị. Số điện thoại á, cái người nhận giùm của chị số điện thoại là bao nhiêu? Rồi chị phải nhắn tin cho cái người đó là bên shop hàng đẹp giá rẻ chốt bà ba cho chị ha, chốt bộ đồ gì chị đặt đó. Nhớ nghe điện thoại giùm chị để em gửi hàng. 85kg em không có size rồi chị Trần Thị Kiều Nguyên ơi. Màu em đang mặc hết size 3 rồi. Đỏ 6 em chốt cho chế kim ngờ là bộ 90k. Ok chế kim ngờ. Bộ em mặc size số 5 cho chị Hương Mai. Màu nho size số 5 cho chị Hương Mai. Bộ em mặc hết size 4 rồi chị Chuột Mẹ. Màu xanh bơ này đẹp nè, xanh bơ này em còn được size 2 với size 4. Xanh bơ em còn được size 2 với size 4. Áo cách tân bi lớn size số 3 em còn á chứ xin bùi. Hình như còn á. Hai bộ màu đen nhé chị Ngọc Điệp hả? Chị Ngọc Điệp đen 2 còn không Quyên? Đen 2 em hết rồi chị Ngọc Điệp ơi. Đen 2 em hết rồi. Rồi, em vừa lên em vừa báo size cho mấy chị nè mấy chị. Màu xanh bơ mặc lên trắng lắm mấy chị. Xanh bơ em còn được size 2 với size 4. Rồi màu này lên giúp em màu nâu đậm. Nâu đậm em còn 1, 2, 4, 5. Hình như cái này không còn bộ nào size 3. Có 2 bộ. Lên giúp em màu nâu đậm cả nhà. Nâu đậm 70kg cho em chiều cao đi chị Quỳnh Phượng. Nâu đậm em còn được 1, 2, 4, 5. Nâu đậm em còn được 1, 2, 4, 5. Rồi màu lam. Cái này hình như cái lô này em có tới 10 hay 12 màu vậy chị, nhưng mà em bán nó còn lẻ màu á chứ. 1m6-55kg size 2 chị Hoàng Liên Nguyễn ơi. Lên với em màu lam. Lam em còn được size 2 với size 5. Lam em còn được size 2 với size 5 mấy chị, size 2 với size 5. 1m6-55kg là size 2, 130.000 một bộ. 1m58-70kg là chuẩn size 5 nha chị Quỳnh Phượng. Chị Quỳnh Phượng chuẩn size 5 nha, màu vàng đậm. Màu vàng đậm, màu vàng đậm. Chừng nào có màu đen, màu chừng nào chị phải canh like đi chứ em không có alo cho chế thôi chứ. Không có nhớ đâu mấy chị 130.000 một bộ nha cả nhà ơi. Màu em đang mặc là màu, em kêu nó là màu nho đó chứ, màu nho. Cái màu này nó nghiêng về cái màu hồng hơn là màu đỏ. Cái màu đỏ rượu là nó sẽ tông nó đỏ hơn tí xíu. Còn cái màu này nó như cái màu hồng đậm vậy đó. 130.000 một bộ nha, vàng đậm 5 cho chế sầm kim lon. Không có. Không có size 5 chế sầm kim lon nữa, vàng đậm em có size 2, 3, 4 à. Chị Yến Lâm lên được chị. Ok, chị Yến Vi Lâm nha. Quần này là ống nó tầm khoảng 30 á chị. Hai mấy 30 đó, nó tùy theo size ha. Rồi lên giúp giùm em mã này là màu vàng đậm nha. Vàng đậm em còn được size 2, size 3 và size 4. Rồi màu xám, xám em còn được có size số 4 không à. Xám em còn được size 4 không à mấy chị. Chị Hoàng Liêm ơi, hồi nãy em tư vấn cho chị là size nào.
chị lên giùm em cái màu và kèm theo cái size, chứ em tư vấn qua rồi, em đọc qua rồi em không có nhớ mấy chị. Dạ thấy rồi chị, em không có nhớ rồi, thấy rồi ạ. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, vải thun lai dông. Lên với em màu xám, xám em còn được size 4 mấy chị, size 4 là size cho cái chị tầm khoảng 62 kg đổ lên á. 66 67 kg đổ về tùy theo chiều cao ha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh đậm quần ống suông đó, nhìn cái phơm quần giùm em đi mấy chị. Nó là quần ống suông nha. Nè, nhìn cái ống giùm em đi. Đây. Chốt em màu này là màu xanh đậm. Lên giúp giùm em là màu xanh đậm, còn mấy em? Rồi xanh đậm em còn được size 2 với size 5. Quần ống suông là ống nó tầm khoảng từ 26 đến 32, nó tùy theo size nha. Là từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất đó. Xanh đậm 2 cho chị Lý Phạm. Xanh đậm 3 hết rồi chị Thúy Nguyễn. Size 3 còn màu gì vậy Quyên? Size 3 em còn được tím đậm với vàng đồng thôi. Màu đen em có một bộ size 2 nè, hồi nãy chế đẹp nào. 2 với 5, màu đen em còn được size 2 với size 5 nè. Chị Nguyễn Phong ơi, đơn hàng của chị là đơn chuyển khoản nha. Có đơn hàng hoàn rồi là chuyển khoản giúp em mới đi đơn chứ không có đi luôn nha chứ. 85kg em không có như chị Phạm Vân Kiều. Màu đen size số 2 cho chị Hoàng Liên. Màu nho em đang mặc không có size 2 như chị Hoàng Liên Nguyễn ơi, nên là chị được có một bộ một thôi nha. Chị được có một bộ đen 2 thôi. Giá 130.000 một bộ như chị Hương Mai. Mặc size số 2 như chị Tú Trương ơi, xanh đậm size số 2 còn không? Còn bộ mẫu xanh đậm 2 cho chị Mỹ Phương. Đen 2 đẳng còn không? Đen 2 em hết chế Liến Phạm ơi. Em chốt dự bị đen 2 cho chế Liến Phạm nha. Đen 5 cho chế Quỳnh Phượng. Chế Quỳnh Phượng lên giúp em số alo chế Quỳnh Phượng. Chế Quỳnh Phượng lên giúp em số alo. Không có xanh đậm 3 nha chế Thúy Nguyễn ơi. Đen 5 hết luôn. Đen 5 em chốt dự bị cho chế Thái Vũ. Chị ơi, cái đơn hàng của chị á, là mấy bạn nhà em chốt bill cho chị bao nhiêu thì chị chuyển khoản bao nhiêu nha. Cái này với cái đó giống như phí ship toàn quốc 25.000 trên một đơn chị Yến Vi Lâm. Không, cái này bộ này khác luôn hả? Ba bộ khác luôn. Giống như nâu đậm luôn nha. 1m6 56kg mặt size 2 nha chị Thúy Nguyễn. Chị Nguyễn Vân ơi, đen với nho không có size của chị nha. Em thấy số alo của chị Quỳnh Phượng. 62kg cao 1m63 là mặt size 3 đó chị Hiếu Kim. Là mặt size 3 nha chị ơi. Alo gì dùm nghe. Dạ đúng chị. Dạ đúng rồi, nhận hàng em tốt hay chị sao đi lỗi lầm. Hàng em chỉ chốt trực tiếp trên live, chị đón xem live nha. Dạ không có miễn ship nha mấy rồi. Chị ơi, bên đón em là ship 25.000 trên một đơn nha mấy chị, không có miễn ship chị nha. Không chứ chị, em cũng không nhận qua điện thoại, không nhận qua tin nhắn. Đem 3, đem 5 còn không em? Chị chốt mã gì chị? Dạ đem 5 em hết à. Còn nho em không có size số 1, nho hiện tại bây giờ là em hết rồi, không còn bộ nào hết. Còn bộ size 5 hả? Dạ, ok, xanh đậm 2 em còn đó chị Thúy Nguyễn. Chị lên xanh đậm 2 đi em còn á. Còn dạ. Bộ đó chị. Dạ đồ đồ em có hay chị Yến Vi Lâm. Bây giờ em hết size 1 rồi, chị chọn cái màu khác đi chị nha. Bây giờ chị coi đi, em đang like rồi chị cứ gọi cho em hoài. Em đâu có chốt cho chị được đâu. Bây giờ chị coi còn cái màu nào size số 1 em bán thì chị ơn chị chốt nha. Ok, nâu đậm em còn 2 nghe chị Hoa Hoàng Liên Nguyễn. Rồi lên với em bộ nâu nâu đen nè mấy chị. Nâu đen còn chứ nâu đậm mất. Cái bộ này nè còn đúng không? Đúng rồi. Còn xe máy. Còn rồi nâu đậm em đang cầm là nâu đen em đang cầm là còn được 1 2 4 5. Cái đó nãy lên nâu đậm rồi chị, giờ cái này nâu đen. Cái đó lên nâu thôi. Cái đó là còn 1 2 4 5. 1 2 4 5 lên giúp em là nâu đen. Nâu đen em còn 1 2 4 5, cái này nó có một bộ mà nãy em lên nó lỡ rồi thì có một bộ một. Mét 56 53 ký mặt size 2 chị Tú Trương ơi. Chị xanh đậm từ cái chị xanh đậm của chị Thúy Nguyễn. Nho một em không có như chị Mỹ Phương nha. Nâu đậm size số 2 em chốt cho chế
Nâu đậm là nâu đen đó. Cái bộ chị cầm lên đó. Rồi cho chị Hoàng Liên Nguyễn. Chị Hàm Liên Nguyễn là cái bộ em cầm lên là bộ nâu đen á nha chứ. Chị xóa đi lỗi lầm hồi nãy em tư vấn cho chị là size nào, chị chốt kèm cái size theo dùm em đi chị. Còn chưa biết size thì lên dùm em cân nặng chiều cao đi ha. 55kg cho 1m50 là mặt size số 3 nha chị Hoàng, à, chị Anh Hoàng nha. Lên với em màu này là màu cà phê sữa đậm. Cà phê sữa đậm em còn được size số 2 và size số 4 đó chị. Size 2 và size 4. Kéo lên trên chị Thúy Nguyễn chốt xanh đậm 2 nha. Còn hai không đó là chị ok, ở dưới là chị ok rồi. Xanh đậm 2 cho chế Thúy Nguyễn. À đúng rồi, chị ok. Đen 5 em hết cả nhà nha. Em không có màu xanh riêu chị Mỹ Phương ơi. Chị Thúy Nguyễn mình số alo chị ơi, em chốt cho chị xanh đậm 2 á. Chị Thúy Nguyễn lên với em số alo lại đi chế. Cái bình luận của chế nãy nó trôi tuốt ở dưới nè. Em lên màu nào mình chốt giùm em cái màu đó và kèm theo cái size giùm em đi mấy chị ơi. Em tư vấn size cho mấy chị rồi mấy chị vui lòng kèm size giùm em nha. Rồi cà phê sữa đậm em còn được size 2. Size 2 là size cho mấy chị đẹp. Cà phê sữa đậm em còn được size số 2 và size số 4. Size 2 là size cho các chị tầm khoảng 52-53kg đổ lên. 55-56kg chị nào cao cao gọn gọn người thì 57kg cái chị bon chen vẫn được ha. Còn không thì 55-56kg đổ lại thì em thôi. Lên với em màu cà phê sữa đậm. Cà phê sữa đậm em còn được size số 2 và size số 4. 1m56, 53kg, size 2 nè. Size 2 nè chị Tú Trương. Chị Châu Trường, em chốt cho chị Châu Trường một bộ cà phê sữa đậm size số 4. Rồi phê sữa đậm này là em còn size 2 thôi nha cả nhà. Chốt vải thun lai dông giúp em nha mấy chị. Em thấy số alo của chị Thúy Nguyễn. Màu xám đó chị ơi, xám em còn size 4 không à. 60-65kg mặt vừa. Cà phê sữa đậm size số 2 cho chị Tú Trương. Là em hết cà phê sữa đậm. Xám em còn được size số 4. 60-65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này xám. Bắn tôm. Sáng sớm không leo lên đó bấm đi. 12 giờ lên đó bấm. Sáng sớm là biết nó đúng giờ đó mới là cái gì em kiếm được đây. Nó mặc làm cái khung với. Lên với em mã này nha mấy chị ơi. Màu xám nha mấy chị, xám. 1m6 67kg màu đen và màu màu không có chị Nguyễn Yên nha. Không có hai cái màu chị yêu cầu nha chị. Sao màu đó em hết size chị rồi. Rồi lên giúp em màu này nha cả nhà mình ơi. 1m6 67kg là chị gọn người đúng không chị ơi? Đen 5 mình còn nguyên hết rồi đúng không? Đen em không có còn bộ nào hết chị. Còn nâu đen với là với hai bộ đó xanh đen với lại vàng đậm em còn được size số 2 2 3 4. Vàng đậm em còn được size 2, size 3 và size 4. Size 4 em chốt cho chị Liên Bùi. 1m62 51kg. 1m62 51kg mặc size số 1 nha chị Linh Đan ơi. Mặc size số 1. Em báo em lên màu, em báo từng màu, từng size rồi đó. Chị ưng cái màu nào thì chị còn size 1 thì mình chốt nha. Rồi lên giúp dùm em bộ này nha các chị. Vàng đậm em còn được size 2, size 3 và size 4. Rất là đẹp luôn cả nhà. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg, eo em là tầm khoảng 65 đó các chị. Em đang mặc là quần ống su. Ống tầm khoảng 26 đến 32 tùy theo size nha. Nó là ống suông, ống rộng là ống nó 38 4 mấy lần. Rồi lên giúp giùm em màu này nha mấy chị. Màu này lên giúp em màu vàng đậm. Vàng đậm em còn được 2, 3, 4 mã đồ kèm size giúp em nha mấy chị ơi. Vàng đậm em còn được 2, 3, 4. Vàng đậm số 4 cho chị Huyền Tư. Chị Huyền Tư lên giúp giùm em con nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị. Khách mới nè. Khách mới mua vui lòng cho em con nặng chiều cao. Cái đó size 2 chị. Màu lam. Lam em còn được size 2 với size 5. Lên với em màu lam.
quá trời đẹp luôn, cái vải của mình lam em còn được size 2 với size 5 cả nhà, lam em còn được 2 với 5 cả nhà, chốt giúp em màu lam. 1m67 là em không có bảo đảm cái chiều dài quần nha chị Quyền Tư. 1m67 là em không bảo đảm cái chiều dài quần ha, nếu mà chị thấy ok thì mình chốt nha chứ. Lam 2 cho chị Thúy Nguyễn. Rồi lam em còn được 2 với 5 cả nhà, chốt giúp em mã lam. Chiều dài quần 1m55 đến 1m62-63 nha. Cao cao tí xíu thì 65 thì có thể cái chị mặc nó vẫn còn ok, nhưng 67 là em không có bảo đảm nha. Rồi màu này lên giúp em là màu nâu đậm. Nâu đậm em còn được có một bộ size 1 thôi. Nâu đậm em còn có size số 1 thôi mấy chị, lên với em mã nâu đậm. Nâu đậm với nâu đen là hai cái màu nó khác nhau tí xíu nha mấy chị. Size 1 50-51kg đổ lại, cái chị đẹp nhẹ mặc vừa về chiều cao. Em mặc size 1 lại vừa với em luôn nha mấy chị. Size 1 là eo tầm khoảng 70-72 đổ lại là ok. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà. 50-51kg eo 70-72 đổ lại thì chốt. Chị nào mà 55kg mà eo 72 cũng lên size 2 giùm em nha. Em đọc rất là kỹ là cái số ký là 50-51kg đổ lại, eo tối đa là 72 đổ lại thì vừa. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em màu nâu đậm. Nâu đậm em còn được size số 1. 50-51kg đổ lại mặt vừa, 130.000 một bộ, nó là quần ống suông giúp em. Cái gì hỏi có bộ nào mặc được không? Lên với em màu xanh bơ. Xanh bơ em còn được size 2 với lại là size 4. Xanh bơ em còn được size 2 với lại là size 4 cả nhà ơi, lên với em màu xanh bơ. Lên đùi. Mơ 4 em chốt cho chị Ngọc Tuyền. Bơ nó đẹp quá mấy chị ơi. Bơ mặt lên nó trắng. Dạ rồi, để lên bộ xong rồi lên bộ thiêu lại mấy chị ơi. Chị chờ xíu nha, nó có 4 màu hả, lên lẹ lắm. Bơ em còn được size 2 với size 4, lên với em màu xanh bơ. Chờ xíu thì chị Liếm Phạm ơi, còn màu nữa là mặc hết rồi. Bơ em còn được size 2, size 4. Ok, chị Thúy Nguyễn được 2 bộ à. Ở bên em là gọi điện chốt đơn lại để chị mấy bạn sẽ chốt cho mấy chị nha. Chiều chị nào có đơn thì để ý điện thoại giùm em nha. Lên với em màu tím đậm. Có đi rước con gì thấy cuộc gọi nhỏ cũng gọi giùm tụi em nha mấy chị. Mấy chị gọi lại giùm tụi em nha. Tím đậm em còn được 1, 2, 3, 4. Lên với em tím đậm. Nhưng mà có mặt lại nha. Xin bơ 2 cho chị Mỹ Phương. Em dơ màu lại cho chị. Màu vàng đậm chị Huyền Tư có rồi đó chị, nhưng mà em có tư vấn cho chị là 1m67 là em không có bảo đảm cái chiều dài nha, tại vì chị cao chứ không phải là đồ bên em là form nó ngắn, quần thì em may cũng đã rất là dài rồi. Nên mấy chị màu cao trên 1m65 thì mấy chị để ý giùm em. Lên với em màu này là màu tím đậm. Tím đậm, tím đậm em còn được 1, 2, 3, 4. Màu đen hết là chị Ngọc Tuyền. Lấy tím đậm đi chị, tím đậm em còn được 1, 2, 3, 4. Tím đậm này đẹp nè. Tím đậm ở ngoài nó đảm đẹp lắm mấy chị. Ở trên tím đậm em còn được 1, 2, 3, 4 lên giúp em. Tím đậm. Rồi màu này là màu nho nha. Nho thì em còn size số 5 không? Ờ, nó cái xanh cô ba. Tím đậm 4 cho chị Quyền Tư. Nó xanh cô ba. Lên giúp giùm em nha. Màu này lên giúp giùm em là màu nho. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh đậm. Xanh đậm còn mấy nguyên không? Xanh đậm em còn có một bộ một size số 2, size số 5 chứ lộn. Còn có một bộ size 5. 67kg đổ lên, 70-71kg đổ về. Tím đậm size 2 cho chết Tú Chương. Xanh đậm em còn được size 5 mấy chị. Em thấy số của chị rồi nha, chị Huyền Tư nha. Em thấy rồi á chị đẹp. Tỷ lệ giao hàng thành công 100%. Chúc mừng chế đẹp. Rất là uy tín. Nho 5 cho chế Thái Vũ. À, bộ mẫu ha. 130.000 một bộ chị, phí ship 25.000 trên một đơn. Tím đậm size 3 cho chị Đỗ Hoa.
xanh đậm em còn được một bộ size 5. Có áo bà ba bông lẻ không em? Dạ tối em like cho chị Trần Lan ơi. Áo bà ba lẻ bông tối nay, ở chiều nay mới về, tối em like. Tối 7 giờ. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Bộ thiêu đó mấy chị chờ. Em lên lại cái bộ thiêu lại cho mấy chị cái nữa đi ha. Bộ thiêu này quần ống nhỏ nha mấy chị ơi, quần ống nhỏ 190, chất liệu vải solen thiêu giúp em. Hàng thiêu trực tiếp. Mấy chị nào mà mặc vải solen mà thường xuyên đó là mấy chị biết ha. Ba còn không em? Tiếng đậm size 3 hết rồi chị Thu Thảo ơi. Rồi bộ này là 190 nha mấy chị, quần ống nhỏ giúp em nha. Hàng thiêu trực tiếp nha. Hàng thiêu trực tiếp, nhìn cái tay giúp em nè mấy chị. Rồi, hàng thiêu trực tiếp. Quần ống nhỏ giúp em. Cái này là em có size 2, size 3, size 4 và size 5. Size 2 là cho các chị đẹp nha. Em là 53, 54 kg đổ lại nha. Size số 3 là cho các chị 55 60 kg, size 4 là 60 đến 65 kg và size 5 là cho các chị 65 70 kg. Nó chỉ có từ size 2 đến size 5 thôi. Cái hàng này em cũng có nhấn bên cho mấy chị ha, hai bên trước và hai bên sau. Tính đá nha các chị đẹp nhà em. 190.000. Bộ này là em nếu mà quần ống suông là em bán cho mấy chị 210 lần đó. Nhưng mà xưởng may lộn quần ống nhỏ. Đó, nên là bán cộng 190 lên với em màu đen. Đen 2 cho chị Liên Phạm. Tính đậm ba em hết với Thu Thảo rồi. Bà ba cách tân chưa biết thế nào. Bà ba cách tân em mới về ăn lô chị Trúc Quỳnh, lô cổ vuông mới về ăn qua, mới qua kia vậy mới like nè. Bà ba còn mấy màu size 4 lấy hết cho em nha chị. Ok bất cả nha. Đen 4 em chốt cho chị Ngọc Tiền. Cái này em lên có 4 màu à mấy chị. Cái hàng này là hàng thiêu trực tiếp, nó đẹp lắm. Ở ngoài mấy chị nhìn nó còn đẹp hơn, chứ ở ngoài là em đính đá hết ở trên đây cho mấy chị luôn nha. Rồi lên giúp dùm em. Màu này là màu tím môn. Lên với em màu tím môn. Mấy cái màu mấy chị rất là dễ mặc đó. Lên với em màu tím môn mấy chị. Màu tím môn. Tím môn, tím môn. Rồi màu này lên giúp em là màu vàng đồng. Lên với em màu vàng đồng. Lên giúp giùm em này nha mấy chị ơi. Bộ này lên giúp em màu vàng đồng. Lên giúp em màu vàng đồng nha. Màu vàng đồng. Màu vàng đồng. Lên giúp em màu này là màu rút. Lên giúp em màu rút mấy chị. Màu rút. Chốt em mã rút. Mã rút 190. Lên giúp em mã rút. Rồi có 4 màu rồi mấy chết. Trời đất ơi, ngồi đó ngoài tôi tác màu rút rồi lại tác cho bật tay. Màu nào cũng đẹp hết á. Tôi tác lên giùm em biết chị ơi. Lại đây tôi tác cho. Mấy chị tương tác lên cho em nhanh nhanh. Tác nhanh tương, 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 chào nha luôn. Cho tỉnh ngủ. Rồi qua bộ khác nha mấy chị, qua bộ đùi nha. Đùi nha, rồi lên đùi nha mấy chị. Nãy chị nào rồi đùi nè. Chị Yến Huy Lâm, đây lên đùi. Theo cầu mấy chị hết nha, nay mấy chị đòi lên thì lên đó luôn đó. Chị tương tác mạnh mạnh chị ơi. Cho nó đau đau hả? Tỉnh ngủ hả? Để em buồn ngủ. Ngồi vậy hả? Lời gu buồn. Tất lời gu buồn có chủ. Nó là ngoại lên màu đen với màu vàng đồng size số 3 cho chị Thu Hồng. Này ngoại không có chị là ngủ hả? Người ta cái giọng của người ta ầm 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 như thế này nè mà la buồn ngủ. Thật chứ. Rút vốn em chốt cho chế Ngọc Tiền. Có đủ màu đi chị Ngọc Tiền, nó đẹp dữ lắm. Tay em về tay lỡ lòng hết hồn hoài lắm. Gà tán cho bật tay. Tán bật tay quá à. Tưởng nguyên là mỗi cái lộn lại khiến tỉnh lỗi vậy. Chị khô pháo. Rồi bộ đùi còn ít là mấy chị còn có mấy bông mà. Cái bộ em mặc là nó còn nhiều nhất á. Sale nha. Sale luôn mấy chớ ơi. Tại vì nó còn có bông hai bông mà nó còn không có nhiều. 190 màu đen size số 3 cho chị Anh Hoàng. Có luôn.
Chị Oanh Hoàng ơi, chị mặc size số 3 nha, 1m50 là về lên like quần giùm em tí xíu nha chị. Rồi cả nhà ơi, cái bộ xếp đùi. Xếp đùi cái này là em may dây kéo trước cho mấy chị ha, kiểu dây kéo trước rất là đẹp luôn. Cổ là em có ren cho mấy chị nè, tay thì tay ren luôn. Bộ này bình thường là 115.000. Rồi bữa nay sale cho cả nhà mình còn 90.000 một set đùi. 90.000 quá đẹp luôn nha mấy chị, chất thun lỗ nha. Mặt mềm, nhẹ mát, ở phía sau là không có bo chung gì đâu nha mấy chị, nên mấy chị mặc thoải mái nha. Rồi mã em đang mặc là mã ngọc. Ngọc. Ngọc em còn được 1 2 3 4, size 1 là 50 51 kg đổ lại, size 2 là cho cái chị 55 52 kg đến 55 kg. Nha, size số 3 là cho cái chị 56 kg đến 60 kg, size số 4 là 61 kg đến 65 kg mặc vừa. Và size số 5 là cho cái chị đẹp nhà em là từ 66 kg đến 70 kg. Rồi, 90.000. Chị Phượng Nguyễn 1m50 nặng 61 kg là bộ đùi em đang mặc á hả chị? Chị mặc size 4 nha. Chị mặc size 4. Rồi, Ngọc em còn 1 2 3 4 5. 4 nè. Ồ 1 2 3 4 à, không có 5. Ngọc em đang mặc là còn được 1 2 3 4. Mã này là mã nhí ngọc, ngọc 1 cho chị Hương Quê. Rồi, mã này là mã nhí ngọc nha, em đang mặc là mã ngọc, còn cái này là nhí ngọc. Nhí ngọc em còn được 1, 2, 3. 1, 2, 3, nhí ngọc. Chị Nương Kiều lên mã đồ kèm size giùm em đi chị. Em đâu có bà ba ren đâu chị Oanh Hoàng, làm gì có bộ bà ba ren. Nhí ngọc 1 cho chị Hương Quê. Nhí ngọc 1 cho chị Ngô Điệp, nhí ngọc 3 cho bắp cải. Chị Nương Kiều lên giúp giùm em cái mã đồ nha. Chị lấy cái bộ ngọc em đang mặc á hả? Ngọc 4 cho chị Nương Kiều. Ok chế Nương Kiều. Size 2 đủ màu cho chế Trần Thị Minh Kiều em. Lên với em mã này là mã nhí ngọc đi cái chị. Nhí ngọc hiện tại là em còn được 1, 2, 3. Cái bộ đó là bộ bà Lai chứ không phải bộ bà ba chế. Cái đó là thiêu chứ không phải là ren nha. Cái tay ren á hả chị? Cái đó là bộ bà Lai nha. Em có 4 màu nha chị Anh Hoàng. Màu đen, màu tím môn, màu ruốc với màu vàng đồng. Rồi em chỉ có 4 màu đó thôi. Em chỉ có 4 màu đó thôi. Chị 190 một bộ. Rồi lên giúp em mã này là mã bi cả nha. Bi nữa rồi. Bi em còn được size 1, size 2 và size 3. Rồi có bộ đó nè bé ơi. Lên với em mã bi nha mấy chị ơi. Bi em còn được 1, 2, 3 rất là đẹp quá nè. Chúc em mã bi. 1, 2, 3, 90.000. Lên với em mã bi nha, mã bi. Đi ba cho bắp cải. Đây cho chị làm mẫu. Rồi bộ này lên giúp em mã đỏ. Trời ơi. Đỏ cả nhà ơi. Đỏ em còn được 1 bộ duy nhất size số 1. Lên với em mã đỏ. Đẹp lắm luôn nha cả nhà, xếp đùi. Lên với em mã đỏ của chị đỏ. Đỏ em còn có bộ size 1. 50 51 kg nữa là bức cho được. Chốt em mã này là mã đẹp. Họa tiết chứ. Họa tiết em còn được 1. Còn bộ luôn. Họa tiết em còn được có bộ 1 à. Hết. Size 5 còn được có mã hết luôn rồi chị. Size 5 em không có còn bộ nào hết trơn á chị Yến Vi Long. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp cái chị. Đẹp em còn được có size số 1 luôn. Đẹp em còn được size 1 luôn. Cái này chủ yếu em còn 1, 2, 3 là nhiều à. Còn 4 nó cũng còn có mỏng bông mà em mặc à. Nhí vàng còn được size 3. Rồi em hết rồi đó mấy chị. Đẹp 1 cho chị Hương Quê. Lên với em mã này là mã nhí vàng. Nhí vàng em còn được size số 3. Mấy chị đẹp ơi, 55-60kg. Size 1 đủ bông cho chị Ngô Điệp. Mấy cái này mấy chị lấy đủ đi mấy chị. Size 1 với size 2 em còn nhiều. 1 với 3. 1, 2, 3 là còn nhiều bông. Đẹp nha. Họa tiết. Bông nào lên cũng đẹp chứ. Bộ đỏ thì nó đẹp. Hơi tình bơ dơ luôn. Hơi tình bơ dơ. Chốt giúp em mã này là mã đỏ. Chớ em mã đỏ. Bi. Bốn còn có bộ em mặc hà chị Yến Trinh. Bốn còn có họa tiết ngọc em đang mặc. Cái này đẹp nè mấy chị. Cái ren nó cũng đẹp, nó ren nó rất là mềm luôn nha. Mấy chị mặc không có bị ngứa đâu, yên tâm. Mình chờ lâu sao hết chị Yến Vy Long.
cái màu ngọc em đang mặc là nó sáng nhất rồi đó chị. Mã ngọc em đang mặc là nó đã sáng rồi đó, trắng lắm. Là như em mã này nha mấy chị, nhí ngọc. Trong lấy cái bộ này đâu có bộ nào sáng bằng cái bộ mã ngọc em đang mặc nữa đâu. Rồi lên tiếp nha mấy chế ơi. Lên gì nữa nè. Chị nói không biết lên gì. Có chị suy nghĩ. Lên bộ gì nữa đây ta? Lên bộ gì nữa không? Lên bộ gì cho mấy chị nha. Bộ giả váy đi. Lên giả váy đi. Không có giả váy thì mình giả váy đi. Ngắn rồi mình tới dài đi. Ngắn rồi mình tới dài, cái này là bao dài luôn. Ủa sao tới hai cọc vậy? Dạ nó nhiều cột ai hết. Ai hả? Không thể cột hết. Để bỏ thằng chồng đi. Không hết là chị để chồng khác rồi. Em không biết. Không biết chị hết. Em xin lời chị. Đúng rồi chị. Số 4 thì nó phải là rộng hơn cái số 3 chứ. Còn chiều dài thì nó cũng xem nhau một xíu nha. Thì chị đổ hoa. Hả? Bỏ lại chị chứ. Ngọc ba cho chị đổ hoa. Dạ không nha chị Yến Vi Lâm ơi. Hàng em đâu có biết khi nào về đâu mà em đợi chứ. Nên là đơn là em không có đợi nha. Đơn đó là em dồn cho mấy chị tối đa là 2 ngày thôi là em đi đơn nha. Rồi giả váy nha mấy chị ơi, giả váy nha, chất tơ hoa rất là đẹp luôn. Chất tơ hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 145.000 hả phải không chị? Đúng rồi. 145.000 một bộ giúp em nha cả nhà, rất là đẹp nha. Giả váy thì cắt hơi hao vải tí xíu nha mấy chị, là cái ống nó bự chứ là cái giả váy này em hai cái phô quần nó dài nè. Anh chị nào cao cao mấy chị mặc thoải mái. Mã em đang mặc cái chị lên giúp em mã da. Mã da size số 1 là cho cái chị đẹp nhà em. Size số 1 là cho cái chị đẹp nhà em 52kg đổ lại mặt dừa. Size số 2 là 53-57kg. Size số 3 là cho cái chị 58kg-62kg. Size 4 là cho cái chị đẹp nhà em 63-67kg. À, size số 5 là 68kg-72kg. Và size số 6 là cho cái chị đẹp nhà em bằng khoảng 72-73kg ha. Đến 77-78kg mặt dừa. Chất tô hoa nó mềm, nó co giãn 4 chiều nha mấy chị ơi. Chị chốt thêm đi, chị yên tâm. Chốt thêm cái gì nữa đi, gặp em đi đơn cho chị luôn à. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp em mã này là mã da đi mấy chị, mã da. Rồi chốt giúp em nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã da. Lên mã độ kèm size nha mấy chị ơi. 145 cặp. Lên với em bộ này là mã kẻ xanh. Chốt em mã kẻ xanh nha mấy chị ơi, kẻ xanh. Rồi phong quần này là mấy chị cao cao là em bao cho các chị mặc luôn ha. Chị nào thấp người thì chịu khó mang đôi dép cao lên tí xíu mấy chị. Và lên dáng rất là đẹp nha. Lên dáng rất là đẹp luôn. Da 14 em chốt cho chị Ngô Điệp. Rồi kẻ xanh giúp em luôn cả nhà. Lên với em mã này là mã caro. Giải quá chị đẹp đấy chứ. Caro, lên giúp em mã caro. Chốt em mã caro mấy chị, caro. Caro kèm size giúp em, lên với em mã caro. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí hồng. Chốt em nhí hồng đi cái chị, nhí hồng. Bữa nay cái phở bò nó tào lao tào miếng gì vậy. Lên với em mã này là mã nhí hồng nha mấy chị ơi, nhí hồng. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh coban. Chốt em xanh coban, lên với em xanh coban mấy chị. Xanh coban. Rồi lên giúp giùm em 6-7kg cho em chiều cao đi chị Phương Anh. Em nhận bộ giả váy đẹp lắm nha chị. Em cảm ơn chị Cẩm Tú. Cô Ban 14 em chốt cho chị Ngô Điệp. Chị Phương Anh lên giúp giùm em số alo ha. Lên với em bộ này là bộ nhí xanh đi chị. Nhí xanh. Nhí xanh kèm size giúp em luôn à. Quá đẹp. Nhí xanh. Cô Ban 45 cho bắp cải. Xanh cô Ban 4 em chốt cho chị Phương Lê. Rồi lên với em mã này là mã kẻ da. Kẻ da cả nhà ơi. Ồ cái bộ nó đẹp đó chị. Cái bộ này lên đẹp. Kẻ da kèm size giúp em luôn. Kẻ da. Chúc em mã kẻ da. Vải bộ này thì quá đẹp rồi ha mấy chị. Rồi nhí trắng.
ký trắng, 1m58 62kg là mặc size 3 bộ này á chị Lê Thủy. Còn chị Phương Anh thì lên giúp em chiều cao nha, kẻ da 4 còn không chứ Hương? Kẻ da 4 em hết rồi chứ Thanh Minh ơi. Còn còn được size 3 với lại là size 5, 1 2 mấy? 1 2 3 5. Kẻ da em còn 1 2 3 5 mỗi size còn được 1 bộ. Kẻ da 4 em hết nha chị Thanh Minh ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Da 1 em chốt cho chị Ngô Điệp, chị Yến Vi Lâm ơi. Bây giờ chị mua là chị mua những cái mẫu của chị thích, chị dòn. Nhưng mà bây giờ hàng đó em đâu biết khi nào có hàng đâu, bây giờ em dòn cho chị đến tới chừng nào mới được 4-5 bộ chứ. Em nên là bây giờ cái shop, ở shop em thì em dòn được cho chị tầm khoảng 2 hoặc là 3 ngày là tối đa nha. Còn nếu mà chị thấy mình mua không được thì chị cứ quỷ luôn cái bộ hồi nãy giùm em, rồi mai mốt mình mua lại. Chứ bây giờ em không có dồn lâu cho mình được nha. Chị là khách mới ở bên em nữa, chưa có đi đơn được lần nào hết trơn á chị. Báo giá 145.000 một bộ. Chị Thanh Minh lấy da 5 ha. Nhí hồng 4 năm cho chị bắp cải. Lấy 5 cho chị Thanh Minh ha, kẻ da 5 cho chị Thanh Minh. Ok, đơn chị Thanh Minh đi luôn ạ. Em đã cố gắng là trong shop em có bao nhiêu mẫu là em đã lên cho chị hết rồi, nhưng mà chị không có ưng rồi, bây giờ sao vậy? Lên giúp giùm em mã này là mã nhí trắng nha, nhí trắng. Kẻ da chị Phương Lê, nãy size mấy nha chị Phương Lê? Kẻ da 4 dạ. Em hết rồi nha chị ơi. Dạ chị Thanh Minh em còn không ạ. Kẻ da hiện tại bây giờ là em còn 1, 2, 3. Lên giúp giùm em mã này là mã trắng nha, cả nhà mã trắng. Lên với em mã trắng nha các chị, mã trắng. Nhí trắng size 4 còn không chị? Nhí trắng 4 em hết luôn rồi chị ơi. Nhí trắng hiện tại bây giờ là em còn được size 2, size 3, 2, 3, 5, 6. Nhí trắng em còn được 2, 3, 5, 6 nha chị. 3 bộ em đang cầm. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã trắng nha, mã trắng. Chốt em mã trắng nha các chị, mã trắng. Rồi cái này là kẻ trắng giúp em, kẻ trắng em còn được 2 3 2 3 4 3 đâu còn đâu. 3 à, 2 3 4 6. Kẻ trắng em còn được 2 3 4 6. Em không có biết khi nào đùi về nữa đâu chị Yến Vi Lâm ơi. Hiện tại là em không có ra đùi thêm nữa nên là em không có nhận giữ đơn nha. Không thì xả luôn cái bộ đó giùm em nha chứ. Mã trắng size số 4 cho chị Phương Lê. Mã trắng là cái bộ bi á. Dạ. Dạ. Cho bộ kia đi, lấy cái này là mẫu rồi đó xin ạ. Chị Phương Lê là lấy cái bộ bi á đúng không chị, là bộ trắng nha. Còn cái này em đang cầm là mã kẻ trắng nha. Kẻ trắng em còn được 2 3 4 6. Kẻ bộ trắng em còn được 2 3 4 6. Bi nha chị, đúng ok giúp em nha. Bi chị Sen Phạm là đơn hàng hoàng, mua hàng là phải cọc giúp em mới nhận đơn. Nha, còn không cọc em không có nhận đơn nha chứ ơi. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Tại vì đồ đùi là em không có lên lại đồ đùi nữa, nên là bây giờ chị chờ tới đùi mà chị lấy là đến khi nào mới có bây giờ nha. Nên là nếu mà chị không có ok thì thôi quỷ luôn cái bill kia giúp em nha chị. Dạ chị Phương Lê đúng rồi. Okay, mã trắng size số 3 em chốt cho chị người lạ. Lên giúp giùm em mã này là mã kẻ trắng đó chị, kẻ trắng. Rồi lên giúp giùm em bộ bi đen. Bi đen em còn được size 3. 3 không mà mấy chị, rút cho em bộ beo đi chị, còn thiếu bộ mẫu beo. Lên với em mã này là mã bi với chị ơi, bi đen. Bi đen, bi đen ha. Ok chị Sen Phạm, thôi chị cọc của đoạn bên đi. Vô gọi liền luôn đi chị. Quê, vô gọi cho chị tập luôn, cho chị số điện thoại luôn đi. Cái bộ kẻ trắng ba bỏ vô đi. Để như có đi chị này. Bi đen 3 cho bắp cải. Bi đen 3 cho bắp cải. Bi đen không có 4 chị ơi, bi đen em còn size 3 không à. Size 3 là size cho các chị 58kg đổ lên á, 62kg đổ về là mặt vừa. Bi đen 3 em chốt cho chị Lê Thủy.
Chị Lê Thủy lên giúp chị em số alo chị Lê Thủy. Chị người lạ là lấy kẻ trắng ba chứ không phải là trắng ba đúng không chị? Của chị người lạ rút lại giùm em đi chị. Hay là chị lấy hai bộ chị người lạ ơi. Chị lấy là trắng ba hay là kẻ trắng hay là lấy hai bộ? Bi đen chị Lê Thủy lên giúp à, chị người lạ là hai bộ chị là lấy thêm bộ kẻ trắng ba. Chị Lê Thủy lên giúp em số alo như chứ Lê Thủy ơi. Bi đen em chỉ còn được size số 3 thôi mấy chị, hai bộ. Bi đen. Beo. Hết năm luôn rồi chị Phương lên. Beo em còn được 356 nè, lên với em beo. Beo em còn được size 3, size 5 và size 6. Bi đen 3 cho chị Quản Trí hơn. Là em hết mã bi đen luôn đó mấy chị. Còn cái bộ beo này ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Quá chịu đẹp luôn mấy chị ơi, cái bộ beo nè. Bộ beo này ở ngoài nó đẹp lắm. Bộ beo này ở ngoài cái chị nhìn nó giống như là beo gọi là mấy cái kính mà dạng như beo mà beo beo gì ta, beo đá mà beo beo đá đó mấy chị, nó lên cái giống như mấy cái đá của mình vậy đó, đẹp lắm. Beo em còn được size số 3 ha. Beo còn 3 với 356. Beo em còn được 356, beo 3 cho chị Hương Quên. Size 3 là 38kg đổ lên ha mấy chị, 62kg đổ về ha. Lên giúp giùm em là beo. Chị Lê Thủy lên giúp giùm em số chứ Lê Thủy ơi, không có số là em quỷ biêu nha. Không có số là không có gọi chốt đơn được. Rồi Nguyên em lại lấy cái áo khoác sọc đỏ thêm đường chị luôn. Lên với em mã này là mã kẻ trắng nha cả nhà. Kẻ trắng beo 5 cho chế thị Trần Ba. Beo 5 cho chế Hương Quê. Là hết beo 5. Beo 3 chốt cho cái người lạ. Thêm bộ beo 5 nữa chị. 145.000 một bộ chị. Lên với em mã kẻ trắng nha cả nhà, kẻ trắng. Em đang mặc là mã da nha, em đang mặc là da. Beo số 3 2 bộ hả chị? Em còn có 1 bộ 1 thôi chứ ơi. Ê, hai bộ còn cái mẫu còn à, vừa đủ cho chế Mai. Beo số 3 lấy hai bộ cho chị Mai. Ok chế Mai vừa đủ luôn á chị Mai, chúc mừng chị Mai. Rồi áo khoác đi mấy chị, áo khoác đi nắng nè mấy chị ơi. Form 65kg đổ lại mặt dừa. Form 65kg đổ lại mặt dừa. Áo khoác này là em bao cho mấy chị đi nắng luôn. Rồi cái áo khoác này nó rất là đẹp, nó rất là đẹp và nó quá rẻ luôn, có 70.000 hàng 4 túi 70k hàng sale. Cái đẹp nào vừa lấy đi mấy chị, cái áo khoác này đẹp lắm, thơm dài nha. 65kg đổ lại mặc dừa, áo khoác này là bao đi nắng luôn đó, dày dặn nè. 65kg 70.000 một cái áo khoác, có một sọc một thôi, em còn cái sọc đỏ không à. Lên với em mã sọc đỏ 70. Áo khoác 70.000 bao đẹp luôn. Này là các chị đựng cái iPhone Pro Max. Áo khoác em lấy cho chị Minh Kiều. Chị Minh Kiều lấy mấy cái, chị Minh Kiều đẹp lắm đó, lấy đi chị. Cái này em còn tầm khoảng được 30 áo. Chị lấy 5-6 cái, 5 cái đi về để dàn bán đẹp lắm. Này mình bán trăm mấy mà bình thường vô shop cái áo này nó bằng khoảng 190 đó, rất là đẹp. Áo khoác cho chế Quỳnh Phượng một cái. Ok chế Thảo Quỳnh một cái áo khoác đi đơn dồn đơn hồi sáng. Chị Nguyễn Phong ơi, nó không có size nhỏ, chị 4 mấy ký là chị mặc như em mặc gì nè. Áo khoác nhỏ là nó sẽ em còn cái loại mà 90.000 á, 90-95 gì á, là áo khoác màu á, cái hàng đó nó xịn hơn nữa. Dạ, thì, okay, có chị, à. Thì có size của chị nha. Thì có size của chị, size nhỏ nhỏ là chị mặc đẹp. Còn cái này á là nó chỉ có một form một thôi. Lấy bi đen cho chị. Chị Mai ơi. Bi đen em hết trơn rồi. Bi đen còn có một bộ mà chị Lê Thủy. Chị này chưa, chị này à, chị Mai lấy bi đen mấy bộ chị gọi xã của chị Thủy đi.
Chị Mai ơi, chị Mai lấy vi đen mấy bộ? Em còn được 2 bộ vi đen 3 đó. Chị lấy mấy bộ? 3 cái. Hay là chị lấy một bộ này với một bộ kia? Nãy em có đọc lộn của chị không? Hay là chị lấy hai bộ, hai hồi nãy là em chốt cho chị hai bộ beo ba rồi đó. Bây giờ em còn hai bộ đen ba nè, chị có lấy luôn không? Áo khoác với chị mua đi với chị, thật sự luôn á. Áo khoác này em xả đó, tại vì nó còn được có một cái sọc một cái sọc đỏ này thôi. Cái form này rất là dễ mặc. 70k. Dạ dạ dạ, em bao đẹp, áo này là em bao đi nắng cho mấy chị luôn nha. Đẹp lắm luôn á. Em chào chị Hồ Tiên. Chị lấy 2 bộ bi đen luôn, tổng cộng 4 bộ. Ok chị Mai, em cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Cảm ơn chị. Áo khoác 70.000. Nè mấy chị thấy ở trên cổ á, là có mai cho mấy chị, là cái này là nó chống giãn luôn ha, rất là đẹp luôn á. Cầm cái áo khoác lên là xứng đáng cái nón thì bằng kỳ luôn. Áo khoác sọc đỏ 70.000. Áo bà ba lên chưa? Chưa chứ Kim Anh ơi, áo bà ba tối chứ Kim Anh ơi, nó chưa có về chứ. Chưa nay em lên cho mấy chị cái áo cách tân trước nha. Lên với em mã này là mã nhí trắng. Nhí trắng hiện tại em còn được size 2, size 5 và size 6. Nhí trắng hiện tại em còn 256, size 2 là size cho các chị 53 ký. 2356, nhí trắng em còn được 2356. Chốt em mã nhí trắng nha. Nhí trắng em còn được 2356, lên với em mã nhí trắng. Rồi mã này lên giúp em là mã kẻ da. Kẻ da em còn được 1236. Không? Không có 1, 2, 3. Vậy là kẻ da em còn được 1, 2, 3. Nhí trắng 5 cho chị Thái Vũ. Ok chứ Thái Vũ. Kẻ da em còn được 1, 2, 3. Mỗi size còn được 1 bộ. Nhí xanh. Nhí xanh em còn được 1, 2, 3. Một bộ 145.000 chị Nguyễn Kiển. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Chốt em mãi nhí xanh. Chị Thái Vũ lấy thêm bộ nhí xanh nè. Bộ nhí xanh này chị Thái Vũ có chưa? Cho chị cái áo khoác màu đỏ. Ok chế Mai Trần. Chế Mai Trần lên giúp dùm em số alo đi chế Mai Trần. Cái áo khoác đó là 65kg đổ lại ha chị. Có lên bộ bà ba nó khác không sếp? Dạ bộ bà ba nó khác mà em lên rồi nha chị. Bà Lai hả? Bà Lai thì em chỉ còn viền một bên thôi nghe chị, nút thắt em hết rồi. Bà Ba hay là bà Lai chứ? Chị comment bà Lai. Bà Lai là cái bộ nào vậy? Cái bộ thắt ở trước mà mình bán hết rồi, bữa mình đi chùa. Đó chùa sổ à lỗ. Hiện tại là em có bộ bà Ba thôi chị. Nó tạt kêu cái lon cái miếng xỉu. Em giờ em chỉ có cái bộ bà Lai viền xéo bên đó chị. Em thấy số alo của chị Mai Trần. Nhí xanh 5 cho bắp cải. Chỗ em nhí xanh nha. Nhí xanh hiện tại em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Nhí xanh quá đẹp luôn. Rồi xanh Coban. Coban là em còn 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã xanh Coban. Chốt em xanh Coban. Quá đẹp. Nhí hồng. Nhí hồng em còn đủ size. Nhí hồng. Caro. Đủ size. Hết nha cô, miền Tây nha. Bà ba em cũng hết màu đen luôn rồi chị. Rồi chốt em cái này đi mấy chị. Nhí hồng 4-5 cho bắp cải. Kẻ xanh. Rồi hết nha mấy chị ơi, bộ giả váy. Bộ giả váy em hết nha. Cái gì nó nè. Ở sau lưng chị là bộ gì vậy chị? Cái này hả? Giờ váy bộ màu. Cái này áo dài. Cái này có bộ bà đã thi. Cái này áo dài, áo thích tâm lắm. Cái này luôn đi chị, còn bộ gì lên được. Bộ lên đây. Con bộ bà đã thi lên chị. Caro 4-5 cho bắp cải luôn. Nhí xanh 6 em chốt cho chế Hoa.
Rồi em có một bộ bà ba quần ấm suông bà ba thêu, bộ này bữa mình bán 150. Em sale cho mấy chị còn 120, nó còn bộ một size 3 màu đỏ rượu. Size 3 size cho cái chị đẹp nhà em 55-56 ký đổ lên, 60-61 ký đổ về. Lên giúp em mã 120 size 3 nha chị. 55-56 ký đổ lên, 60-61 ký đổ về. Màu này là màu đỏ rượu. Chốt em mã 120 luôn nhé, nó sót lại có một bộ mà. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đỏ ba em chốt cho chiếc kim anh. Hai bộ này giống nhau hả chứ? Xe 1. Áo dài cắt tông. Áo dài cắt tông 160, em sale cho mấy chị còn 130. Còn được hai bộ màu nho. Quần ống suông luôn ha. Còn được bộ size 1. Chứ lại một bộ size 5. Hết trơn rồi chứ Ngọc Tuyền ơi. Này nó còn, nó còn lẻ lẻ mấy chị, nó còn lẻ lẻ mấy bộ bữa em bán nó còn có như đây. Áo dài cắt tông thiêu nha mấy chị ơi, đẹp quá. Em còn được size 1 là 52 kg đổ lại mặt vừa, và size 5 là cho cái chị đẹp nhà em 65-66 kg đổ lên, 70-71 kg đổ về. Bộ này em sale cho mấy chị còn 130, nó còn được hai bộ. Một bộ màu, màu này là màu nho ha. Này còn có bộ là tiêu sáng. Giả váy bao nhiêu tiền một bộ vậy chị? Dạ, giả váy 145.000 chất liệu vải tơ hoa nha chế Nguyễn Chi ơi. Nhí xanh 3, nhí xanh 3 là bộ giả váy. Đúng không? Chế liếng bùi. Nhí xanh 3 chốt cho chế liếng bùi nha. Size 3 của giả váy là 57kg đổ lên đi chứ. 57-58kg đổ lên, 62kg đổ về. Cái form đó nó thoải mái. Rồi cái bộ áo dài cắt tông này đẹp nè. Chị nào vừa chốt đi mấy chị. Có 130 hả? À, bình thường mấy chị mua là 160 luôn. Nó bằng bộ đồ thường mình luôn. Bằng bộ đồ thường luôn là đẹp dữ lắm luôn á. Chị mua là quá rẻ. Còn được có hai bộ cuối cùng. Cái màu rất là đẹp luôn. Hai bộ cuối da. Cùng, hai bộ cuối cùng uống chốt lên. Đẹp lắm luôn. Ok chứ liếng bùi nha. Em S58 cái bộ này là em đã chỉnh form lại cho mấy chị rồi nè. Bộ này là tay nó sẽ dài hơn nha. Cái áo nó cũng dài hơn, cái quần nó cũng dài hơn cái lô đầu tiên em ra cho mấy chị. Cái lô này là lô thứ 3. Rất là đẹp luôn. Còn hai bộ cuối cùng màu nho. Có bộ này. Tương tác luôn mấy chị, em hết thấy mấy chị rồi. Đỏ em còn được một bộ 50-51 ký đổ lại mặt dừa luôn, 130 màu đỏ. Em còn được bộ màu đỏ. Cái này cái chị mặc với quần đen cũng được nha. Nho 5 cho chế Quỳnh Phượng. Còn bộ nho 1 cái chị ơi đẹp quá. Em còn bộ nho 1 với bộ quá đỏ rẻ, là chị đẹp đỏ ấy quá rẻ. Còn hai bộ xe 1 chế nào vừa mua cái chế ơi. Chùa đi lễ rồi. Còn áo dài đi lên luôn hết rồi. Em còn được một bộ đỏ 1 với một bộ nho 1. Chị đẹp nào vừa lấy luôn đi chị. 50-51 ký đổ lại mặt dừa. 160 sale còn 130. Bộ xanh dương và một bộ xanh cobalt là bộ gì vậy chị Nguyễn Chi? Này. Nó là xanh cobalt rồi kẻ xanh thôi nha chị Nguyễn Chi ơi. Bộ giả váy là em có là nhí xanh, xanh cobalt với kẻ xanh chứ không có là xanh dương chị. Áo dài
không sao. Bỏ dài cổ nữ hoàng. Giá váy em không có màu xanh dương. Em có kẻ xanh, xanh coban. Nhí đỏ là nhí xanh chứ. Cho nên đúng mã giúp em ha. Này này bên đây. Rồi chốt tiếp giùm em. Đi đâu? Ở chỗ ba thầy chị sổ cái gỗ với chị ba cái chế nhắc nằm cổ. Size số 1, bộ em mặc là bộ áo dài nha mấy chế, bộ áo dài nguyên bộ màu ha, chất thun luôn nha. Năm size 1 là 53kg đổ lại mặt giường. Size 1 là 52-53kg đổ lại. Bộ này em sale cho mấy chị đẹp nhà em còn 150. Màu tím cẩm em còn được size 1. Size 1, size 3. Size 1, size 3 và size 4. Size 1 là 53kg đổ lại mặt vườn. Size số 3 là cho tới chị 58kg đến 62-63kg. Và size số 4 là cho tới chị đẹp nhà em 63kg đến 67kg. À, em sale cho mấy chị nguyên bộ luôn còn 150. Đẹp lắm luôn á, còn được có mấy màu. Màu tím cẩm. Em đang mặc là màu tím cẩm nha. Em đang mặc size 1 và nó hơi rộng cái eo của em. 53kg đổ lại. Chất liệu là thun luôn nguyên bộ màu nó chị, rất là đẹp. Còn nếu bộ đi nhẹ lên hỏi. Tất màu tím quế em còn được một bộ size số 1 luôn. Mặt nữ đâu. Màu tím quế em còn được bộ size 1, 53kg đổ lại mặt giường. Nè cái bộ nâu này bữa em chừa lại cho chị miền Tây kìa. Quê. Cái bộ của chị miền Tây quê tôi em đổi cho chị chưa? Hôm bữa em lấy em không để ý cái bộ xe 4 đó chị nhớ còn bữa giờ nó có bán rồi. Bữa giờ đâu có bán được. Để thêm. Để 160 thôi. Và để đổi cho chị mà. Thì nay gọi đổi cho chị luôn đi, gọi không được em cũng gửi luôn đi thu bộ kia về. Tiếng quế ạ, à. Tiếng quế em còn được xe số 1. Còn được size số 1. Gì vậy? Bộ áo dài in hoa sen là em không có. Thì em có cái bộ áo dài cấp tâm thiêu nãy em mới vừa like. Nó còn size 1. Nó còn size 1 không? Một và chị Thoan Chiến này còn hai bộ size 1 của chị Thoan Chiến. Rồi màu nâu em còn được size số 5 nè mấy chị. Màu nâu em còn được size 5. Màu nâu cao khô đó mấy chứ. Size số 5 size cho các chị 67kg đổ lên, 72kg đổ về. 150 một bộ áo dài. Rồi em hết nha mấy chị. Hết mẫu này nha. Còn mấy cái dâm này đang mấy dâm. Rồi em còn mấy cái dùm nha mấy chị ơi. Cái này xe mới và chắc là xe mẫu khác từ từ. Mà xe mẫu thôi mà xe 2. Mẫu bà ba. Lai màu viền có còn. Ông em chị Lương Nguyễn mẫu bà lai viền. Bà lai viền nâu á hả chị? Cái mẫu em mới vừa đăng hình hả? Cái mẫu đó em còn nha. Bộ áo dài tím cẩm size 4 cho chị Hồng. Chị Thoan Chiến ơi, cái đó chị mặc đâu có vừa đâu. Em còn có hai bộ size số 1 mà chị mặc đâu có vừa mẫu đó đâu chị. Chị mặc không có vừa. Bình thường là chị em nhớ chị mặc size số 3 mà. Zoom nha mấy chị ơi, zoom dây kéo trước giúp em nha. Dùm dây kéo trước. Rồi cái này em sale cho mấy chị đẹp nha. Em còn 80 ngàn một cái dùm. Chất thun lỗ nha. Mã em đang mặc là mã sọc. Sọc em còn được size 1 với size 2. Size 1 là 50kg đổ lại mặt giường. Size 2 là 55kg. Size 1 là 50kg đổ lại mặt giường ha. Size 2 là 55kg. 80 ngàn. Chị chờ em tí xíu đi chị em lên chị. Rồi dùm nha mấy chị ơi. Dâm chất liệu vải, không quần ống sung với em. Rồi, rất là mẫu bà lai viền
em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là mã sọc. Mã này lên giúp giùm em là xanh biển. Xanh biển em còn size 1 không? 45kg đổ lên, 50kg đổ về. Lên với em mã xanh biển. Rồi mã hoa. Áo dài tím cẩm size số 4 cho chị Hồng Xuân, 150 một bộ. Ok chị. Nó là giải thun nha, chế thun lai dông nha. Chị nào mặc được áo dài giải thun thì cứ chị chốt. Mã hoa em còn được size 1, 50kg đổ lại mặt giường. Rồi mã lá. Mấy chị mua ở trên like là mấy chị chọn kỹ màu giùm em nha. Màu em like cho mấy chị là so với cái màu ở ngoài á, là nó không có lệch nhiều rồi, nên mấy chị chọn kỹ màu giùm em nha mấy chị. Hàng mà mua về mà màu không ưng mà kêu em đổi trả là em không có hỗ trợ nha mấy chị. Mít lòng trước đặng lòng sau nha. Cái gì nó rõ ràng cái đó. Lên giúp em mã này là mã lá. Lên giúp em mã này là mã lá nha, mã lá. Mua hàng thì coi kỹ giúp em hàng, em đã like trực tiếp rồi mấy chị. Hình ảnh là em like cho mấy chị là qua hình ảnh thì nó mới có chỉnh sửa ánh sáng nha. Tại vì mình lên đó là mình phải chỉnh sửa cái ánh sáng lại, với chụp hình là bình thường nó đã như vậy rồi. Còn like trực tiếp thì coi kỹ mẫu giùm em. Lá còn size số 1 không à cô Báo Ngôn? Đúng rồi, chỉ có cái sọc là còn size 2. Chỉ có sọc là còn size số 2 thôi cô. Để thôi, nhiều khi á, chọn ở trên live xong rồi về không ưng em không có hỗ trợ đổi. Mấy chị nói em á, là buôn bán khó khăn, buôn bán kỳ cục nha. Ai cũng không vừa ý hết trơn mà muốn cái gì cũng như ý của mình hết trơn là em đổi hàng cho mấy chị đang đổi đã đời. Nên là hàng mà em đăng hình là em chỉ đăng để cho mấy chị coi mẫu chứ em lấy tương tác qua cái bài đăng thôi. Còn hàng là em like trực tiếp hết nên là coi kỹ màu trên like giùm em. Rồi bộ này là quần ống nhỏ nha mấy chị ơi. Bộ này là quần ống nhỏ giúp em nha. Quần ống nhỏ. Bộ này giá 140.000 chắc thun lai dông chứ em, rất là đẹp. Bộ này thì quá đẹp luôn rồi hả mấy chị. Xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em mã này là mã xanh lá mấy chị, xanh lá. Đẹp quá mấy chị ơi. Xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Cả nhà chú giúp em mã xanh lá. Xanh lá em còn 1, 2, 3, 4, 5. Lên giúp em mã xanh lá mấy chị, xanh lá. Sáng là vừa hỏi ngáp có việc thánh thần. Xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lên giúp em mã xanh lá. Chị xanh lá. Mặt tình chúng ta có. Cái nào quá chị. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu lam. Lam em còn được có size 2 với size 5 thôi mấy chị. Lam em còn được size 2 với size 5. Lên giúp em mã lam. Lam em còn được 2 với 5. Áo dài bỏ vô bọc này. Xanh lá 3 cho chị Nương Nguyễn. 70kg cho em chiều cao đi chị Ly Trần. Mấy chị lựa kỹ màu nha mấy chị ơi. Làm lá ba. Nè, lấy cái này
đi được là kiếm đi thì có cái nào sạch. Màu thì đôi lúc đó là nó chỉ lệch nhau 9, 8, 10 nha. Là lưu ý giùm em. Quá trời tụt nhiêu rồi mấy chị ơi, mấy chị tương tác cho em thấy mấy chị ơi, mấy chị nạp năng lượng cho tụi em ơi, mấy chị tương tác lên mấy chị ơi, quá trời tụt nhiêu rồi, quay tròn tròn luôn. Chuẩn size số 5 nha chứ, ly tròn lên chuẩn size số 5 luôn chứ, đẹp hơn cái lô này, màu đẹp đẹp không hả mấy chị nè, cái màu xanh dương lên cũng đẹp thế nè, giúp em màu xanh dương. Cái 1, 2, 3, 4, 5 lên với em màu xanh dương. Em đang mặc là màu xanh lá nha. Rồi màu này lên giúp em là màu vàng đậm. Vàng đậm em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vàng đậm. Vàng đậm giúp em nha, vàng đậm. Lên với em vàng đậm. Bị đá ra hả chị? Không đá ra mà nó đứng. Nó quay còn còn màn nó bị yếm lên. Lên với em màu này là màu cao khô. Cao khô em còn 1, 2, 3, 4. Cao khô em còn được 1, 2, 3, 4. Lên với em màu cao khô. Màu tím Huế. Rồi nó rớt rồi đó mấy chị, nó rớt cái mạng này. Tím Huế em còn được xe 2, xe 1, 2, 4, 5. Huế em còn được 1, 2, 4, 5. Cả nhà lên giúp em màu tím Huế. Nó xuôi cà ná luôn quá. Chút xíu là xong cái like này á, chị Hương với Quyên chốt đi. Chị đẹp ở đây like với em. Cao khô 3 cho chị Thu Thảo. Đây mình chiến đấu nguyên nhà đi. Chơi luôn. Thử coi làm lại không ạ? Chốt em màu này màu đỏ rượu. Cái xuôi cà ná sao máy gì. 1, 2, 3, 4 lên giúp em màu đỏ rượu, cái màu này đẹp nè mấy chị. 1, 2, 3, 4 lên giúp em màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn được 1, 2, 3, 4. Cái máy nó còn chậm chứ. Người ta cao thì nó thấp thì nó cao. Lên hơi chậm. Lên hơi chậm. Ở bên em còn có 30 mấy nữa. Ủa, còn có 36. Đó, của Quyền bà khớp với của em đó. Vậy là cái máy em cần nhất hả? À, vậy là vô máy. Chớ em màu này màu xám. Màu xám mấy chị. Quyền Quyền nó tới là đánh rính đó luôn rồi đó. Xám em còn được 2, 4, 5 ghi bình luận đó. Xanh lá xe số 3 cho chị Tú Tiên. Xanh lá 3 hết trơn rồi, chế Tú Tiên Tạ ơi. Chế Tú Tiên Tạ lấy qua màu xanh dương được không? Xanh lá em mặc hết rồi. Xanh lá em mặc hết rồi, lên với em màu xám. Xám em còn được 2, 4, 5. Bà ba hả? Bà ba tối nha, chị Thi Bích Tiên Lê ơi. Bà ba tối mới về, bà ba kêu nay về không có kịp. Chị Tư em chỉ chờ cái lô sẩm á, về chị gửi lên lượt luôn, nên là chiều bà mới gửi lên, nên tối em mới like, tối 7 giờ chứ. Tím cà 2, 3, 4, 5, 6. Tím cà em còn 2, 3, 4, 5, 6. Tím cà chớ em tím cà em còn 2, 3, 4, 5, 6. Rồi màu đen. Đen em còn được 3, 4, 5. Đen em còn được 3, 4, 5. Cả nhà ơi, màu đen. Đen em còn được size 3, size 4 và size 5 nha. Lên với em màu đen. Chốt em màu đen mấy chị ơi. Đen em còn được C3, C4 và C5. Rồi hết rồi đó mấy chị. Chắc em tạm ớt cái like này đi mấy chị nha. Em tạm ớt cái like này đi. Em lên cho các chị cái like khác nha. Cái like này nó tụt view rồi. Cái máy vừa mình nói gì cái nó tụt lên trang như của mình, giống như nãy mình nói nhắc cho nhớ hả? Nhớ luôn mới tụt xuống. Ok, đen ba em chốt cho chế Tú Tiên Tạ. Hay thiệt. Cảm ơn chị Tú Tiên Tạ. Đơn này mấy bạn, cái like này mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho các chị từ từ luôn ha. Rồi giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái like khác. Em lên cho các chị một cái like khác. Mình nghỉ xíu mình lên tiếp nha mấy chị. Mình nghỉ xíu nha mấy chị ơi, mình nghỉ một xíu. Nghỉ xíu đi lắc cái mạng.
để lắc gắn cho bạn lại. Bạn nó lắc quá, lắc rồi nó chị. Cái bọc đâu rồi? Cái bọc gì? Chị đắp lên lót đất xong rồi. Không có mần ăn cái gì được hết trơn. Còn like nào nữa chị? Còn like nào nữa chị? Thì bây giờ tắt cái like này là lên cái like mới đó chị nha. Mình cứ coi giùm em đi mỏng nè, mình ưng thì mình chốt nha chế Trinh Lê ơi. Cái đồ ấy em cứ xào tới xào lui mấy cái mẫu có ở trong đây nè mấy chị nha. Tại vì có nhiều like mấy chị coi được, có nhiều like mấy chị coi không được. Mẫu sẽ rộng mấy chị. Tại like 5 mẫu. Đủ 3 mẫu là đủ hết. Riêng like không mẫu hay mẫu đâu chị. Ngày mai mà thấy Kim Thanh lên thì trời đất ơi chị Trinh Lê ơi, cái like mới chưa có like chứ chưa có cái like mới nhất là cái like em đang like, chị đang coi like trực tiếp nè. Ý em nói là em tắt rồi em lên cái like mới cho mình, hiểu không? Là chưa có lên cái like mới, chưa có like, tắt cái like này mà. Mấy chế đẹp nhà em coi like mà chưa hiểu đúng không? Mấy chế chưa hiểu like mới like cũ hả? Mấy chế nhiều rồi đây nè, mấy lấy cổng thun nó bột. Em chưa có tắt cái like này thì làm gì mà like được cái like mới chứ. Có nghĩa là giờ tắt cái like này để cho mấy bạn nhà em chốt đơn từ từ trước cho mấy chị ha. Tại cái like này là nó đang bị quét rồi. Hello Văn Khung Long. Rồi em ốp cái like này đi chút xíu lên lại like khác. Em vô cái xuống like luôn rồi. Tầm chứ.